Kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bài thuốc trị viêm xoang bằng cây lá nốt cực kỳ hiệu quả, rất đơn giản nhưng rất là hiệu quả. Cái giai đoạn cuối năm thời tiết trở lạnh và dễ bị bệnh, đặc biệt là mùa viêm xoang diễn ra mạnh mẽ, nhưng đừng lo lắng với cách trị viêm xoang bằng lá nốt thì bạn có thể yên tâm phần nào. Trị viêm xoang bằng lá nốt thì bạn có thể yên tâm được rất nhiều. Từ rất lâu, người ta đã dùng nước cốt lá nốt nhỏ mũi. Đây là một trong những cách chữa bệnh viêm xoang tại nhà hiệu quả. Vậy, công dụng chữa bệnh của viêm xoang từ lá nốt như thế nào? Những bài thuốc đơn giản nào bạn có thể áp dụng ngay khi có triệu chứng bệnh? Viêm xoang là bệnh mãn tính, thường do virus hay nấm nhập vào các xoang mũi gây ra tình trạng viêm nhiễm. Bên cạnh đó cũng do những yếu tố bên ngoài tác động như thói quen sinh hoạt, thời tiết, vệ sinh cá nhân, các tác nhân dị ứng khác. Các triệu chứng của viêm xoang rất dễ nhận thấy như nghẹt mũi, đau nhức mũi, chảy nước mũi, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt, công việc, cuộc sống của người bệnh. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh dễ tái phát và có thể chuyển thành mãn tính, rất khó điều trị dứt điểm. Hiện nay có rất nhiều phương pháp bài thuốc chữa bệnh viêm xoang nhằm khắc phục tình trạng viêm xoang. Trong dân gian tồn tại nhiều bài thuốc và các vị thuốc 100% từ thiên nhiên có các tác dụng chống viêm có hiệu quả khi điều trị bằng viêm xoang. Các vị thuốc được xem như các loại kháng sinh tự nhiên, không những vậy nó còn mang hiệu quả cao và rất an toàn. Trong đó có cách chữa trị viêm xoang bằng lá nốt được áp dụng phổ biến và mang lại hiệu quả rất cao. Lá nốt có rất nhiều công dụng, từng được sử dụng để điều trị các bệnh thường gặp trong dân gian và cũng là một gia vị để chế biến món ăn. Theo đông y, lá nốt có vị cay, tính ấm, mùi thơm, có tác dụng trong việc chống viêm, trừ thấp, tiêu độc, ấm bụng, tiêu thực, hạ khí, trừ hôi tanh. Trong y học hiện đại, với các nghiên cứu của những chuyên gia hàng đầu cho thấy trong thành phần của lá nốt chứa một lượng lớn tinh dầu piperidin, có tác dụng chống viêm, kháng sinh, có hiệu quả rõ rệt trong điều trị viêm xoang. Dưới đây là cách điều trị viêm xoang bằng lá nốt bạn có thể áp dụng hàng ngày tại nhà sẽ khắc phục tình trạng viêm xoang nhanh chóng và ngăn chặn bệnh tái phát, rất đơn giản bạn có thể làm ngay. Cách làm: rửa sạch lá nốt tươi với nước, muối rồi để ráo, sau đó vò nát để chắc lấy nước cốt. Mỗi ngày dùng nước cốt lá nốt nhỏ vào mũi 2 lần, lưu ý lên vệ sinh sạch sẽ hai bên lỗ mũi bằng nước muối loãng trước khi dùng. Các bạn thấy bài thuốc này hay thì hãy chia sẻ cho bạn bè và bấm nút đăng ký. Xin cảm ơn. Bạn có thể áp dụng hàng ngày tại nhà sẽ khắc phục tình trạng viêm xoang nhanh chóng và ngăn chặn bệnh tái phát, rất đơn giản bạn có thể làm ngay. Cách làm: rửa sạch lá nốt tươi với nước, muối rồi để ráo, sau đó vò nát để chắc lấy nước cốt. Mỗi ngày dùng nước cốt lá nốt nhỏ vào mũi 2 lần, lưu ý lên vệ sinh sạch sẽ hai bên lỗ mũi bằng nước muối loãng trước khi dùng. Các bạn thấy bài thuốc này hay thì hãy chia sẻ cho bạn bè và bấm nút đăng ký. Xin cảm ơn.